người lớn nhất giữa anh em phải trở nên kẻ nhỏ nhất. Người lãnh đạo phải giống như kẻ phục vụ. Ai là người lớn hơn? Người đang ngồi trên bàn ăn hay là kẻ dọn bàn? Dĩ nhiên là người ngồi ăn. Nhưng ta ở giữa anh em như kẻ dọn bàn. Anh em đã ở với ta vượt qua mọi thử thách, và như cha đã ban cho ta quyền cai trị, ta sẽ ban cho anh em quyền như vậy. Anh em sẽ ăn uống với ta trong nước của Thượng Đế. Anh em sẽ ngồi trên ngôi và trị vì 12 chi tộc Do Thái. Không ai phản bội thầy đâu. Simon, nhìn đi Simon, Satan đang thèm khát được thử thách anh em. Lấy đức tin ra khỏi anh em như tách lúa mì khỏi vỏ trấu. Nhưng ta cầu nguyện cho đức tin của Simon sẽ không sờ ngã. Khi anh em trở lại với ta thì hãy gây dựng anh em của mình. Thưa thầy, con sẵn sàng đi vào ngục tối cùng với thầy, thậm chí cùng chết với thầy. Hãy nghe ta nói Phi-e-rơ, hôm nay trước khi gà gáy sáng, con sẽ phủ nhận 3 lần rằng con không quen biết ta. Ta sai anh em đi không túi không giày. Anh em có thiếu gì không? Không, không thiếu gì. Nhưng bây giờ ai có túi có bao thì hãy mang nó theo. Hãy ai không có gươm thì hãy bán áo mình mà mua nó. Ta bảo anh em, có lời trong Kinh Thánh chép, Ngài sẽ bị liệt trong nhóm người phạm tội, và những điều chép về Ngài đều sẽ được ứng nghiệm. Thầy ơi, có 2 cây gươm ở đây nè thầy. Vậy là đủ rồi.